Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Chặn mua bán nhà đất hai giá. Brazil tìm thấy toàn bộ thi thể trong vụ rơi máy bay tại Sao Paulo. Trại sáng tác Jules Roy, nơi ra đời nhiều tác phẩm văn học Pháp. Thưa quý vị, một trong những thông tin thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, nhất là thí sinh chuẩn bị tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tham gia xét tuyển đại học từ năm 2025 là việc Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét lại việc cho phép các cơ sở đào tạo đại học triển khai phương thức xét tuyển sớm. Theo nhiều ý kiến, thời gian qua, việc tổ chức xét tuyển sớm có tác động tiêu cực với giáo dục phổ thông ở giai đoạn cuối cùng của cấp học này, nên thời gian tới cần xem xét. Liên quan đến định hướng tuyển sinh đại học từ năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các cơ sở đào tạo không nên có quá nhiều phương án xét tuyển. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt mưa của miền Bắc tiếp tục và có thể dồn dập từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 8. Từ hôm nay, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Đợt mưa lớn này có thể chủ yếu vào đêm và tối và trên phạm vi hẹp, nhưng cường suất lớn nên khả năng rất cao gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đặc biệt trên khu vực các tỉnh vùng núi. Người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để chủ động phòng ngừa khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Trong nhiều năm qua, trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay bất động sản đã tồn tại một thực trạng giá trong hợp đồng thường thấp hơn giá giao dịch thực tế, để giảm bớt thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ mà các bên phải nộp. Tuy nhiên, ba luật liên quan tới đất đai, bất động sản đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, dự kiến sẽ ngăn chặn được tình trạng này. Người đàn ông này mới đây đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy giá trị giao dịch trong thực tế là hơn 3 tỷ đồng, nhưng cả phía người mua, người bán đều đồng ý chỉ ghi số tiền là hơn 1 tỷ đồng trên hợp đồng chuyển nhượng. Giá trị này vẫn cao hơn khung giá đất do địa phương ban hành. Vì vậy, văn phòng công chứng và cơ quan thuế không có căn cứ để yêu cầu bổ sung hồ sơ. Thực tế ra thì đơn giá hiện tại bây giờ ấy, thì như trên giao dịch thực tế của chúng tôi nó đang rơi khoảng 60 triệu một mét chẳng hạn. Nhưng khi mà thống nhất với nhau ấy, trong khi mà làm việc ấy, thì là trên hợp đồng thì chúng tôi chỉ để theo đúng cái giá mà bên thành phố Hà Nội đang áp xuống khu vực tôi đang sinh sống. Thì tôi thấy thì hiện tại bây giờ thì nếu mà như thế thì cả người mua và người bán thì cũng đang rất chi là có lợi về cái vấn đề đấy. Vẫn còn tình trạng bán hai giá là phổ biến. Và với cái quy định mà không cấm cái chuyển khoản đối với giao dịch giữa cá nhân với nhau ấy, thì tôi nghĩ việc hai giá vẫn còn phổ biến. Thực tế này gây thất thoát lượng thuế lớn từ chuyển nhượng bất động sản. Người mua người bán bắt tay nhau ghi giá trị trên hợp đồng chuyển nhượng mua bán thấp hơn giá thực tế. Người bán sẽ giảm được thuế thu nhập cá nhân, người mua cũng hưởng lợi khi nộp các loại lệ phí thấp hơn thực tế. Tuy nhiên, theo Điều 47, Luật Kinh doanh Bất Động Sản đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 vừa qua, quy định rõ. Theo đó, tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản ghi đúng giá giao dịch thực tế trong hợp đồng, chịu trách nhiệm nếu giá giao dịch trong hợp đồng không đúng với giá giao dịch thực tế. Và việc mua bán hai giá sẽ có thể đối mặt với nhiều rủi ro về pháp lý. Theo cái nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế thì có quy định là nếu mà phát hiện ra thì có thể là sẽ bị phạt từ 1 đến 3 lần cái số tiền mà gian lận về thuế và phải đóng cái số thuế mà thực tế là đã gian lận. Và bên cạnh đó thì trong cái bộ luật hình sự của Việt Nam thì cũng có cái tội là tội trốn thuế nếu mà phát hiện ra và quy định là cứ trốn thuế từ hơn 100 triệu đồng trở lên là cơ quan thuế có thể là chuyển hồ sơ ra cơ quan điều tra để khởi tố về cái hành vi trốn thuế. Ngoài ban hành các chế tài đủ mạnh, các chuyên gia pháp lý cũng phân tích gốc rễ của việc mua bán nhà đất hai giá là do khung giá đất của nhà nước ban hành hiện đang thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường. Vì vậy, khi bỏ khung giá đất, bảng giá đất mới sát giá thị trường và tiến hành thu thuế theo bảng giá đất chứ không căn cứ vào hợp đồng giao dịch nữa. Như vậy, người dân sẽ không cần lách luật, kê hai giá để hưởng lợi. Ví dụ như người dân có giao dịch chuyển nhượng cho nhau thì cái giá để tính thuế
cái giá để tính thuế thu nhập cá nhân thì là sẽ định giá sẽ xác định theo cái bảng giá đất, có nghĩa rằng là không lệ thuộc vào cái giá giao dịch, thì nó sẽ khiến cho người dân có cái tâm lý yên tâm, kỳ vọng là họ sẽ kê khai giá trị thật trên hợp đồng, họ không có cái lý do gì để họ phải kê khai cái giá trị không thật nữa. Quy định ghi đúng giá sẽ góp phần giúp chống thất thu thuế và minh bạch thị trường, từ đó cũng có thể góp phần hạn chế tình trạng thổi giá, gây bất ổn thị trường như thời gian qua. Đồng thời không còn mua bán hai giá cũng là đầu vào quan trọng để hình thành cơ sở dữ liệu đất đai, xây dựng bảng giá đất sát giá thị trường. Tại khu vực bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ thành công một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, số lượng lớn. Đối tượng bị bắt là Giàng A Sồng, sinh năm 1986, trú tại tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ gồm 4 bánh heroin, hơn 6.350 viên ma túy tổng hợp, một điện thoại di động. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã liên hệ với một vài đối tượng đến để bán ma túy, nhưng đang chuẩn bị giao dịch thì bị phát hiện, bắt giữ. Tin quốc tế. Ngày 10 tháng 8 theo giờ địa phương, đội ngũ trong chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một số nguồn thông tin nội bộ của họ đã bị tin tặc tấn công. Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi trang Politico tiết lộ rằng họ bắt đầu nhận được email vào tháng 7 từ một nguồn ẩn danh ngỏ ý cung cấp các tài liệu xác thực từ chiến dịch của tỷ phú Trump, trong đó có cả báo cáo về điểm yếu tiềm ẩn của ứng cử viên phó tổng thống James David Vance. Cùng ngày, Nhà Trắng cho biết họ lên án mọi nỗ lực can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử của Mỹ sau khi chiến dịch tranh cử của tỷ phú Trump tuyên bố bị tấn công mạng. Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã chuyển hồ sơ cho Bộ Tư pháp bởi những hoạt động như vậy là cực kỳ nghiêm trọng. Ngày 10 tháng 8, nhà chức trách Brazil đã hoàn tất công tác tìm kiếm toàn bộ thi thể trong vụ rơi máy bay chở khách tại thành phố Vinhedo thuộc bang Sao Paulo của nước này. Chính quyền Sao Paulo cho biết tổng cộng 62 thi thể, gồm 34 nam và 28 nữ, đã được tìm thấy và đưa đến bệnh viện để nhận dạng, sau đó bàn giao cho gia đình. Tai nạn xảy ra lúc 13 giờ 30 phút ngày 9 tháng 8 theo giờ địa phương. Chiếc máy bay đã rơi xuống một khu dân cư ở Vinhedo. Toàn bộ 62 người trên máy bay thiệt mạng, nhưng không có ai dưới mặt đất bị thương. Giới chức quản lý ngành hàng không Brazil thông báo đã tìm thấy hộp đen còn nguyên vẹn của máy bay và đang tiến hành phân tích hai hộp đen. Dự kiến, báo cáo sơ bộ về vụ việc sẽ được công bố trong 30 ngày tới. Ngày 10 tháng 8, làn sóng biểu tình và tuần hành phản đối phân biệt chủng tộc tại Anh đã bước sang ngày thứ tư liên tiếp, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân tại nhiều thành phố lớn trên khắp nước Anh, trong đó có thủ đô London. Các cuộc tuần hành đã diễn ra tại London và nhiều thành phố khác như Hull, Liverpool và Edinburgh của vùng Scotland. Những người tham gia tuần hành mang theo biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu phản đối phân biệt chủng tộc cũng như ủng hộ người nhập cư. Tại nhiều nơi, số người tham gia sự kiện đã vượt xa số người tham gia biểu tình phản đối người nhập cư. Lực lượng cảnh sát đã được tăng cường để duy trì trật tự và ngăn chặn nguy cơ xảy ra đụng độ giữa các nhóm biểu tình. Đáng chú ý, khoảng 15.000 người đã tham gia cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc diễn ra tại trung tâm thủ phủ Belfast, vùng Bắc Ireland. Đây là cuộc biểu tình phản đối bạo lực thứ hai tại thủ phủ Bắc Ireland trong vòng 2 ngày nhằm thể hiện quan điểm hòa bình của người dân địa phương sau khi xảy ra một số cuộc biểu tình đập phá trong tuần vừa qua. Nếu trường viết văn Nguyễn Du ở Việt Nam là chiếc nôi đào tạo hàng loạt các nhà văn trẻ có triển vọng, trại sáng tác Jules Roy lại là nơi ươm mầm cho từng tác phẩm văn học. Việt Nam có trường viết văn Nguyễn Du, nước Pháp cũng có trại sáng tác văn học Jules Roy. Cùng chung mục đích là cho ra đời những tác phẩm văn học, nhưng lịch sử hình thành và cách hoạt động không hẳn như nhau. Tọa lạc trên đỉnh đồi của làng Versailles, một trong những làng đẹp nhất nước Pháp, được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Ngôi nhà của nhà văn Jules Roy, sinh năm 1907, mất năm 2000, bình dị như bao nhà khác trong làng. Ít ai biết được đây là nơi sản sinh ra những tác phẩm văn học nổi tiếng của nhà văn lúc sinh thời và sau này trở thành không gian khơi nguồn cảm hứng để các nhà văn Pháp ngữ cho ra đời những tác phẩm của mình. Gọi là trại sáng tác, nhưng thực chất đó là căn biệt thự nhỏ của nhà văn Jules Roy, nơi ông đã sống trong khoảng 20 năm cuối của cuộc đời. Cũng là nơi ông cho ra đời nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng. Theo di nguyện của nhà văn, sau khi ông qua đời, ngôi nhà trở thành nơi đón tiếp của các tác giả, các nhà văn, nhà biên kịch trong vùng đến ở và viết nên những tác phẩm của mình. Hàng năm, trại chỉ đón nhận 2 đến 3 nhà văn đến trải nghiệm với điều kiện họ phải nói được tiếng Pháp
để có thể khám phá, giao lưu với người dân và hòa nhập với cuộc sống tại địa phương. Đến đây, bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.